Trắng mắt nhìn về sân khấu, xem một chàng hot boy của đường đến dân ca giọng cổ, nam nghệ sĩ Tấn Lực. Xin cho chàng pháo tay để chào đón Tấn Lực. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con Tấn Lực xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị em đã có mặt trong buổi tối ngày với mẹ miếu bà tối ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên con được hữu duyên khi được bầu sơ thanh minh giới thiệu về đây hát. Đây là lần đầu tiên con về đây hát. Thì con rất mong được sự ủng hộ cho tất cả các anh em nghệ sĩ tới hôm nay được không ạ? Dạ, con xin cảm ơn. Và sau đây con xin hát một bài tăng cổ về lại Quan Âm. Quằn vai gánh nặng nay gặp ân sư khai ngộ pháp Di Đà. Dừng bước nghiệp duyên nơi chốn ta bà, diệu pháp liên qua phổ môn thể hiện, năng cảm chúng hữu tình rực sáng bình minh, sưởi ấm tâm hồn băng giá vô minh, bát nhà hoa khai nhàn vui trong tình đồ, giọt nước cành dương ngát nồng hương giá cổ, trời đất qua lưu ly minh ngọc sáng ngôi chùa. Đồ thế thiên nhãn quang minh chiếu sáng lối con về, gieo duyên chí hạnh dù ai xuôi ngược ngàn phương, Quan Âm mẹ đồ xin cảm ơn rất nhiều ạ.